chào cô chú, chị và bạn đã quên trở lại tên mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đi review sơ về cái cảnh mà tôi chuẩn bị trước đại lễ 18 tháng 5 của xã mình nha. Thì đây nè, thì xã mình kỳ này chuẩn bị là mấy thầy trò được tăng đi thỉnh kinh với nha. Thì tâm tạng cởi trên con ngựa trắng có tôn ngựa không bất giới, ở dưới thì có tôn ngựa không nữa nè, không nghe. Đây là đoàn múa lân. Múa lân thì người ta múa lân để mà kiểu giống như là hoàn thành cái chương trình gì đó. Ai ở miền Tây thì hay biết gần cái lễ này đó, nhất là những bạn từ An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, gần gần An Giang thì tại vì cái lễ này nó nằm ở An Giang, cái gốc là nằm ở An Giang, ở huyện Phú Tân tỉnh An Giang. Thì hai cái đoàn này là đoàn xong rồi cả nhà ơi, review cái cảnh mà xã mình chuẩn bị cái gì để mà mừng đại lễ 18 tháng 5 nha. Thì mình xin tạm kết thúc video ở đây nha cả nhà. Rồi cả nhà cảm thấy yêu mến video này thì đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.